Dịch COVID-19 đã tác động đến hoạt động sản xuất của nhiều doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng và đang thách thức mục tiêu tăng trưởng 6% trong năm 2021, năm phục hồi tăng trưởng kinh tế của thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh tăng trưởng âm ở khu vực dịch vụ du lịch, thì công nghiệp xây dựng đang tăng trưởng dương là điểm sáng và hy vọng cho bức tranh kinh tế của thành phố những tháng cuối năm. Số liệu của cơ quan thống kê cho biết hoạt động thương mại dịch vụ tại Đà Nẵng bắt đầu có tăng trưởng trong quý 1 năm nay, nhưng chưa được bao lâu thì làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư quay trở lại. Các cơ sở lưu trú, ăn uống, lữ hành và các dịch vụ tiêu dùng khác phải tạm ngừng hoạt động để chống dịch. Trong tháng 5, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống chỉ bằng gần 61% so với tháng trước và giảm gần 23% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa cũng giảm hơn 11% so với tháng trước. Hơn 6.000 doanh nghiệp du lịch tại thành phố phải đóng cửa dừng hoạt động. Các doanh nghiệp du lịch hiện nay đang trông chờ gói hỗ trợ 100 tỷ đồng từ thành phố để giữ chân người lao động, chờ đợi dịch đi qua. Đến thời điểm này chúng tôi đã nhận được cái văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố cho các sở ngành liên quan. Hy vọng là người lao động sẽ nhanh chóng tiếp cận được nguồn vay này trong tháng 6 năm 2021. Tuy nhiên, bù lại sự sụt giảm của thương mại dịch vụ, thì ngành công nghiệp xây dựng vẫn duy trì tăng trưởng dương, trở thành cứu cánh cho kinh tế Đà Nẵng hiện nay. Cũng theo số liệu từ Cục Thống kê Đà Nẵng, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố tháng 5 năm 2021 tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020. Bình quân 5 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang dần lấy lại đà tăng trưởng, đạt trên 31%. Đây là mức tăng cao nhất của nhóm ngành này kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam. Cái tâm thế mà ứng phó linh hoạt của các khu công nghiệp, khu chế xuất và đặc biệt là cái ý thức chấp hành của người lao động về phòng chống dịch rất là nghiêm túc. Điều đó sẽ làm cho các hoạt động sản xuất của các cái doanh nghiệp được duy trì và ổn định. Các doanh nghiệp đã chủ động rất nhiều và đã khắc phục được cái khó khăn trong cái hạn chế về cái chuỗi đứt gãy cái cung ứng hàng hóa do thiếu nguyên vật liệu để sản xuất cũng như là đầu ra cho xuất khẩu. Chính những nguyên nhân đó thì đã tạo nên cái sản xuất công nghiệp trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm chúng ta đã duy trì được cái mức độ tăng trưởng dương. Chiếm gần 22% trong cơ cấu kinh tế, hiện công nghiệp của Đà Nẵng có khoảng 490 doanh nghiệp trong các khu công nghệ cao, khu công nghiệp với khoảng 75.000 lao động. Do ít bị tổn thương bởi đại dịch hơn so với ngành dịch vụ. Vì thế, công nghiệp đang trở thành cứu cánh cho tăng trưởng kinh tế cũng như nguồn thu ngân sách của Đà Nẵng trong năm nay. Hiện thành phố đã xét nghiệm COVID-19 cho hầu hết lao động trong các khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Các doanh nghiệp sản xuất cũng tuân thủ nghiêm ngặt, yêu cầu phòng chống dịch, lập các tổ phòng chống COVID-19 trong nhà máy, chia ca làm việc, nhà ăn có vách ngăn. Chính các giải pháp nghiêm ngặt phòng dịch đã giúp hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì, tăng trưởng trong bối cảnh dịch bệnh, duy trì việc làm cho khoảng 75.000 người lao động trên toàn thành phố Đà Nẵng.